Mình sẽ làm một cái đường led nó chạy trên này, nó chạy từ trái sang phải, sau đây là chạy vòng ngược lại sang ngược sang trái, sau bắt đầu nó sẽ sáng cố định. Giờ mình sẽ tìm cái ấy, cái body, cái khung đây này. Mình sẽ làm trên cái đường ở đây nhé. Bình thường mọi người vui polygon này, chọn selected này, chọn separated này, chọn selected đấy nhé. Chọn này nhé, bấm tắt cái auto đi, bấm vào đây một cái là nó sẽ tách ra. Khi mà nó tách ra nó sẽ có một cái ở dưới này, thì mọi người ấn hết đi, bật cái này lên nhé, bật lại auto này. Để cái chế độ object này nhé, sau mọi người bấm vào create này, copy này, mọi người copy ra thành thêm copy ra ba cái nữa, một này, hai này, ba này. Mọi người để một cái này nhé. Xong rồi bấm vào modify này, attack này, để cái phần relink này nhé. Đấy, bấm vào đây, nó hiện mũi tên này là được. Xong mọi người lăn chuột lên tìm vào cái mình vừa tách ra. Đấy, lối trả nó. Sau đây mọi người ba cái này, mọi người tách này. Chọn nhé, giữ A và T S, xong bấm chuột chọn bôi đỏ cả ba cái lên, xong mọi người chuyển góc nhìn đây, chuyển góc nhìn đây. Giờ mình sẽ kéo nó đi lên một tí để cho nó đổi lên. Mình sẽ bấm cho nó trượt theo trục ngang là trục X nhé. Sau đây mọi người bấm vào cái tắt hai cái này, chọn vào cái mù này, tắt cái auto đi, kéo lên đó. Kéo lên một tí thôi. Đấy, thế đó. Bấm lại user, tắt cái trên này đi nhé. Rồi mọi người sẽ bấm vào đây, tạo cái new này. Bấm vào đây, vehicle này, bên list này, bấm vào hai lần vào đây hoặc là bấm vào đây nha. Đây, bấm vào đây, chọn đây, chọn cái này cho là màu vàng đi, chọn dưới này đi to này, S này, cái speed đo mọi người sẽ copy cái tên này nhé. Này. Open này. Đó. Xong cái dưới này. Mọi người sẽ add cái black này. Space map, mọi người sẽ add cái blank này.
ok nhé, đổi tên này. Đó. Xong mọi người cho nó lên đầu. Cho lên đầu này nhé. Rồi mọi người vẫn để chọn ba cái này, xong rồi kéo cái này vào đây. Scene selection này. Đó. Thế là được. Đây. Ba này được. Bắt đầu bấm vào Surface này. Đổi góc nhìn này, cho vào cái UV này. Bấm đây, map UV này. Phần góc nhìn đằng trước nhá. Phone này nhá. Mình bấm polygon này. Bấm vào đây. Bôi hết ra đi. Xong edit UV này. Bấm vào đây. Chọn vào cái này, mà script đo nhé, chọn vào cái mình vừa tạo ấy, đây này. Bấm vào đây. Mở lên. Đến cái đoạn này ấy, mọi người sẽ dùng cái X để di chuyển cái tâm này. X này. Đặt nó vào đây nha. Xong mọi người bấm vào object lại. Tắt cái này đi này. Bôi này. Rồi bấm vào scale nha. Tắt cái auto đi. X để đây này. Xong người phóng đây. Bấm chuột trái cái. Sửa cái này thành 10. Ok đây. Sửa cho nó nhỏ tiếp xuống. Cho tướng một nửa nữa là 50 đi. Nhỏ tiếp nữa. 60 đi. Đây, tí mình sẽ để cho nó chạy từ từ đây nha. Từ đây ra đây nha. Cho nó nhỏ tiếp xuống. Giờ mọi người sẽ bấm vào cái mọi người sửa cái này là 1 này, 2 này, 3 này. Đó, 1 2 3 này. Thì mọi người sẽ để cái 3 này nhé. Đây này. 3 nhé. Tắt auto. X vào đây này. Đấy, vẫn đang cái đầu nhé. Xong mọi người bấm vuốt rồi. Cho nó dựng đứng luôn. Mọi người di chuyển lên đây này. Đặt nó vào đây. Đấy, ok à. Nhà mọi người sẽ bật cái số 2 đi. Số 2 nhé. Xong rồi quay. Đặt x vào đây. Quay 180 độ. Nó lộn xuống nhé. Xong rồi bật cái số 1 này lên.
cái đầu này nó chạm vào cái ô trắng này, với cái đầu này nó chạm vào ô trắng này là được nhé. Đấy, ok đấy. Rồi mọi người sẽ kéo ba cái này lên. Rồi giờ mọi người vào đây. Copy cái này ra. Copy. Copy cho lên. Copy lên. Thành màu xanh đi, màu đỏ đi, xanh đỏ đi. Còn cái này màu tím đi. Đó, ba cái này nha. Sau đây mọi người sẽ chọn từng cái một, chọn cái một trước, cái một thì kéo cái một vào đây. Tắt cái một đi, chọn cái hai. Cái hai thì kéo cái hai. Không, chọn cái ba. Cái ba này chọn, kéo cái ba vào nha. Ok. Xong ba cái rồi này. Xong mọi người lưu lại nhé. Nếu cái tên này, tên xe nó là G500 AMG, lưu lại G500 AMG. Đây, thế này là ok này. Mọi người sẽ mở cái Open 4 lên. Ai mình vừa làm xong đây nhé. Đây, mọi người mở cái file lên nhé. Kéo cái file. Demi đây, kéo ba cái này vào nhé. Đây này, cái này nhé, xếp lại. Mọi người sẽ co nó vào. Đây, kéo vào này. Đó. Sau đó mọi người sửa cái file vehicle này. Nhớ vehicle nhé. Ông này kéo xuống. Đây có cái phần flag 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 cái này. Xong có cái phần là path đấy nhé. Path đây. Sửa thành speed. Đó. Đấy, nhớ cái dòng này nhé. Chú nét lại. Giờ mình sẽ chạy thử nhé.
xe đi. Truly are, but we use nostalgic imagery. It's walking in.